Thưa quý vị và các bạn, đối với các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do không chỉ giúp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều biến động như hiện nay. Đối với ngành hàng xuất khẩu, đến trên 90% như dệt may, thì các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mở ra cơ hội rất lớn do được hưởng lợi nhiều từ các dòng thuế về 0%. Đây cũng là nhóm ngành chủ lực, chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được hưởng lợi ích từ FTA khi đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là quy tắc xuất xứ hàng hóa. Vì vậy, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ cho việc đáp ứng nguồn gốc xuất xứ theo yêu cầu của đối tác, đồng thời tăng cường liên kết, sử dụng sản phẩm theo chuỗi để chuẩn bị cho các đơn hàng đi thị trường có hiệp định thương mại tự do được tốt hơn. Khách hàng ấy, thì cái yêu cầu của họ về mặt đối tác ấy, họ sẽ yêu cầu càng ngày càng khắt khe hơn. Bản thân luật pháp Việt Nam cũng yêu cầu càng ngày càng khắt khe hơn. Thì ví dụ như là yêu cầu về điều kiện làm việc, về điều kiện trả lương hay tất cả những cái điều kiện về mặt vệ sinh, về mặt kỹ thuật. Có con đường tốt nhất của doanh nghiệp là tuân thủ. Muốn tuân thủ thì chúng ta phải đầu tư thôi. Ví dụ như là trước kia thì cái nhà xưởng có thể nhỏ nhỏ nhưng bây giờ phải lớn hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 212 doanh nghiệp tham gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu với 55 chủng loại hàng hóa sang 68 thị trường trên thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là may mặc, giày dép, thủy sản, xi măng, giam gỗ, các sản phẩm sau lọc dầu. Để tận dụng tốt độ phủ của các thị trường có FTA, các doanh nghiệp xuất khẩu Thanh Hóa cần nắm rõ lợi ích đạt được của từng thị trường, đặc biệt là những quy định về biểu phí, luật lệ, quy tắc xuất xứ. Cùng với đó, cải tiến bộ máy sản xuất, đầu tư chất lượng sản phẩm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu trở nên chuyên nghiệp hơn trên trường quốc tế.